Chào các bạn, sáng nay đi chợ Ly mua được ít sung. Trong đầu thì lập tức nghĩ ngay đến một cái món sung muối sổi nào đó để có thể tận hưởng được ngay cái vị giòn, tươi mới của quả sung. Và cuối cùng thì chốt lại với món sung dầm mắm ớt. Trước tiên thì Ly chuẩn bị một bát nước và hòa vào đây giấm cùng với muối. Đây sẽ là cái dung dịch để mình ngâm sung cho khỏi thâm. Cái giấm cũng là Ly tự làm đấy các bạn ạ. Ly sẽ thái sung thành những lát mỏng, mỗi quả thái thành 4 hoặc là 5 lát tùy vào cái độ to nhỏ của quả sung. Sau khi mà thái xong thì Ly sẽ ngâm sung trong khoảng 1 tiếng đồng hồ để sung tiết nhựa. Đây các bạn nhìn này, sung sau khi ngâm nó sẽ như thế này. Mình sẽ chắc ra. Phần ớt, tỏi, sả thì Ly cắt nhỏ. Sau đó Ly pha đến cái phần nước để ngâm sung ấy. Ly hòa tan nước này, đường này cùng với nước mắm. Sau đó thì cho đến phần ớt, tỏi, sả vào. Ở đây là Ly pha trước 1/2 cái định lượng ở phần công thức nước cái phần nước ngâm nhé các bạn nhé. Sau đó Ly bắt vào đây nửa quả chanh để cho cái hỗn hợp được thơm. Giờ thì Ly sẽ trộn sung vào đây và ngâm trong khoảng 3 tiếng là sung hết chát và có thể ăn được luôn. Sau khi đã ngâm sung xong thì Ly lại pha nốt 1/2 cái lượng nước mắm ở công thức vào đây và trộn sung vào để cho sung có cái độ ướt mềm mại, trông nó sẽ đẹp mắt hơn. Và lúc này thì các bạn có thể cho vào hũ thủy tinh và ăn dần, tốt nhất là nên bảo quản trong tủ lạnh. Sung sau khi ngâm xong thì rất là thơm và giòn tan. Thank you.